Thưa quý cô, thì lần này xin chia sẻ với thầy cô cách chúng ta đăng nhập vào trang web quản lý học sinh của MISA. Sau khi chúng ta mở được cái trang web của trường mình, ta vào thẻ đăng nhập. Sau khi vào đây thì chúng ta nhập các cái thông tin tương ứng, ví dụ chỗ này chúng ta để tên tỉnh, huyện, trường. Chỗ này là giáo viên, chúng ta đóng vai trò giáo viên thì ta chọn là giáo viên. Còn nếu là phụ huynh thì chúng ta chọn là phụ huynh. Còn tên đăng nhập, thông thường là lấy cái mã công chức của chúng ta để đăng nhập. Ví dụ chọn một giáo viên bất kỳ, ví dụ thầy chọn là thầy Trần Quang Thái, mã công chức, chúng ta copy, ta dán vào. Cái mật khẩu mật định của nó là 12345678 9 a cộng. Chúng ta nhập cái mật khẩu vào, sau đó ta là đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì chúng ta làm thêm một bước nữa, đó là kéo xuống hết trang web, click chọn vào nút tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận của dịch vụ, sau đó bấm thẻ đồng ý. Lúc này trang web sẽ yêu cầu chúng ta đặt lại mật khẩu mới. Ví dụ tôi đặt lại mật khẩu mới như sau. Sau khi đặt lại mật khẩu mới, chúng ta nhấp chọn đồng ý. Sau khi nhấp chọn đồng ý thì trang web sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập lại. Lúc này quý thầy cô sẽ nhập lại cái mã công chức hay gọi là cái tên đăng nhập. Và quý thầy cô sẽ nhập cái mật khẩu mới vừa đặt. Sau đó nhấp chọn nút đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì đây là giao diện của cái trang web quản lý trường học của MISA, của riêng một trường. Để vào cái phần mà của giáo viên thì chúng ta vào kéo xuống và chờ vào cái thẻ là học sinh. Sau khi nhấp chọn vào thẻ học sinh thì đây là giao diện của cái phần nhập điểm cũng như là quản lý điểm của trang web MISA. Thì trong đây có 4 thẻ. Thứ nhất là học tập và rèn luyện. Trong thẻ này thì có rất là nhiều cái chức năng, ví dụ như là sổ đầu bài, tiết dạy thay, điểm danh, sổ điểm cá nhân, vân vân. Thẻ thứ hai lịch báo giảng. Thẻ thứ ba là hồ sơ học sinh. Thẻ thứ tư là thiết lập. Và thẻ cuối cùng đó là báo cáo, tức là sức báo cáo thống kê. Vậy đó là cách chúng ta đăng nhập vào cái trang web của quản lý học sinh của MISA.